Hôm nay chúng ta hãy cùng mình đến với cái tựa game là Hero Combat nha bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các kiếp code do đơn khổ mới nhất và hướng dẫn cho bạn cách nhập code cho nào cho biết. Mình đã gọi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh ủng hộ nha. Thì đầu tiên để nhập code thì bạn nhấn vào avatar của mình, nhấn vào một code và tiến hành nhập kiếp code. Thì code thứ nhất như sau. VIP 666. Đây code thứ nhất nha bạn, kiếp code là VIP 666, VIP 666. Gì ta? Cái tiếp tiếp 77. Để coi cái tiếp như vậy, viết 77. Viết có cái tiếp. Viết 858. Có cái tiếp. Viết 99. Code kế tiếp GM666. Code kế tiếp GM777. Code kế tiếp GM888. Code kế tiếp GM999. Code kế tiếp nha bạn, ILGQLB, ILGQLB. Đây là IQLB. Có kế tiếp tiếp 2024. Tiếp 2024. Có kế tiếp ILXL 666. Có kế tiếp ILXL 777. Có kế tiếp ILXL 888. Như tới cái này hết rồi bạn. Rồi, có 13 code nè bạn. Ok. Hệ thống còn có bao đó code. Khi nào có em code mới thì mình sẽ tiếp Konnichiwa. tục chia sẻ thêm cho bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn nhập với code thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like hôm nay bằng hay và chia sẻ cho bạn cùng biết với nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.